Dạ. Tôi đặc biệt như thế này, Huệ Thu đây là cái người rất đặc biệt trong cuộc đời Huệ Thu, một người luôn luôn đồng hành với Huệ Thu từ hồi mới đẻ ra cho tới bây giờ. Đó là người đồng hành không bao giờ buông tay với Huệ Thu mà luôn luôn nắm chân Huệ Thu. Đi đâu người đặc biệt này ở đâu là Huệ Thu phải chạy theo tới đó. Trước đây cái MV lần trước cũng tại đây thì Phi Anh là một người cố vấn cho mẹ. Đây là cục cưng cục vàng của Huệ Thu, cố vấn cho mẹ trong MV. Nhưng mà lần này thì Phi Anh quá bận rộn trong cái công việc của mình. Bây giờ đã trưởng thành, đã đi làm rồi, cho nên là chỉ đến đây để tặng hoa cho mẹ. Như đó là đã hạnh phúc lắm rồi. Không chơi nhà, không chơi hôn lớn. Cái thứ gì muốn rơi xuống, bởi vì anh Việt cũng chứng kiến một cái cuộc tình rất là cảm động. Trước đây các anh chị mình thường nghe về cái câu chuyện là nếu mà này nó có chút xíu nó có âm hưởng của Phật giáo trong đấy đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến câu chuyện Lan và Điệp với một cái kết rất là đau khổ. Và mình rất là thích cái MV này bởi vì nó có một cái kết rất là sáng, một cái kết đưa đến cái sự bình an, đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Còn cái kết của Lan và Điệp nó cứ đi sâu vào lòng tất cả mọi người với một cái kết rất là đau đớn, rất là đau khổ. Và vô tình những cái thế hệ sau đã xem cái đó như là một cái gán ghép cho những người đi tu là những người thất tình. Nó rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và cái con đường mà đạo Phật đưa đến cho mọi người đó là con đường giác ngộ giải thoát, một con đường rất là đẹp. Thì cái MV này ít nhiều cũng đã thổi một cái luồng ánh sáng, một cái luồng tươi mát để cho mọi người có một cái nhìn khác về đạo Phật. Và với một người làm truyền thông Phật giáo người hơn 14 năm thì bản thân em cảm thấy rất là happy với cái điều này. Và có lẽ là nhờ cái MV của chị nó đã thay đổi được ít nhất là những người được tiếp cận có một cái suy nghĩ sáng hơn, tốt đẹp hơn và đúng đắn hơn về đạo Phật. Và em cũng xin chia sẻ một cái câu chuyện rất là cảm động. Khi mà em đến Thiền viện Thường Chiếu, em đứng từ xa, em hành lễ Thiền sư Thích Trung Từ, thì em thấy có hai vợ chồng, em không biết đó là hai vợ chồng, ngồi mặc áo tràng rất là chỉnh chu, cầm tay nhau. Lúc đấy khi cái nhìn của mình nhìn vào, ủa, đi đến chùa một nơi linh thiêng như thế này, tại sao lại cầm tay nhau như thế? Và rất là bình dị. Nhưng sau này em được biết ngày hôm đó chỉ là một sự vô tình. Em cũng không thoáng qua luôn. Em chỉ thấy hai người được quen nhưng em không có để tâm. Thế là về em lên Facebook, chị bạn em đó là chị Nguyên Hương. Em giật mình, bởi vì em chồng chị là anh Đức, anh Hoàng Đức, tổng giám đốc của công ty Ngọc Tùng, rất là thành công, vợ rất là đẹp, con rất là ngoan. Nhưng em xin chị là chọn đi tu. Và chị chụp một cái hình đằng sau lưng em mặc cái áo tu vàng á. Chị viết trên Facebook, em xin phép chị Minh Hương là em đọc nghe bốn cái câu của chị như thế này. Tóc đã xuống, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần nay đã trả rồi, tên ghi hồn gửi vào nơi Phật đài. Một tình yêu rất đẹp của anh chị, một mối tình rất trung thủy thắm thiết, đến cái lúc đến cửa chùa rồi còn nắm tay nhau. Và đó là một cái buông tay rất là đẹp. Ngày hôm nay em đi buông tay đã chạm đến trái tim em và em nhớ lại cái câu chuyện đấy. Cảm ơn chị Hồng Đình Thương rất là nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn cái chuyện của em. Đúng là vậy. Nhưng mà cửa chùa, cửa Phật là nơi của tình thương, yêu thương mà. Nếu mình đến đó, một cặp vợ chồng yêu thương nhau, nắm tay nhau, không có gì là lạ đâu, đúng không? Vì mình đến cửa chùa, mình đến với cửa Phật là dạy cho mình yêu thương. Còn nếu như anh chị mà đã buông tay được giống như câu chuyện này, có nghĩa là chính anh chị cũng đã nhận ra được giá trị của hạnh phúc thật sự là ở đâu.
chỉ có những người hiểu như vậy mới có thể buông tay một cách nhẹ nhàng và đẹp như vậy. Vậy thì em hãy tặng một MV buông tay này cho anh chị. cảm ơn em. Dạ, và còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu dạ chị Hồng Thị Thu á. Dạ chị ơi, em có câu hỏi. Dạ đầu tiên thì em rất là cảm ơn cái thông điệp mà của chị Hồng Thị Thu đã truyền tải đến cho mọi người. Và khi mà nhìn cái chữ MV buông tay thì em không có suy nghĩ là chắc là cái kịch bản chị Thu lần này là nhân vật nam là làm cái điều gì đó có lỗi với bạn nữ, xong rồi bạn nữ quyết định là quy lập chống thuyền ngôn để quên đi cái nỗi đau của mình. Nhưng mà không phải, cái kết mà em thấy cuối cùng của MV là hai anh chị nắm tay nhau và phía trước đó là một bầu trời rất là đẹp, mà mình cũng cảm nhận là mình đem cái tình yêu thương của mình nhân rộng cái tình yêu thương của cá nhân mình ra một cái không gian nó rộng như vậy, cũng như là để anh trai đi tu cũng là một cái điều gì giáo hóa giúp cho mọi người là hãy tập buông bỏ, vì em thấy là cuộc sống không riêng gì giới trẻ mà bây giờ ai cũng yêu vội và vội vàng chia tay, đó cũng là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Một lần nữa em rất là cảm ơn em đi bên tay của chị. Cảm ơn em. Wow, hôm nay hội tụ thật là hạnh phúc, này phải dâng lên tới 100 lần. Vì thực sự ra Thu đang không mong chờ một cái hit, trend, xu hướng, mà Thu mong chờ những cảm nhận chân tình sâu sắc. Và hôm nay Thu đã nhận được những lời sâu sắc chân tình đó ngay ngày hôm nay. Và MV này đã chạm được đến trái tim mọi người. Đó là điều mà hội Thu mong chờ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đúng là như Tâm Anh vừa nãy nói, xưa giờ mọi người cứ nghĩ là đi tu là thất tình, là cuộc sống có bế tắc rồi đi tu. Tại sao mọi người không nghĩ là khi một người đã đi tu là một người sống với một chân lý rất là đẹp, chứ không phải đó là thật tu. Nhưng mà thôi, tôi không muốn bàn đến câu chuyện đi tu ở đây nữa, vì đây chỉ là một câu chuyện để mình đưa một thông điệp đến với tất cả mọi người thôi. Thu không muốn mọi người được nhầm lẫn câu chuyện này để đưa đến một cái giáo pháp gì ở trong cuộc đời này cả. Đây chỉ là một chân lý, một triết lý rất đẹp mà Thu muốn đưa một thông điệp đến mọi người trong câu chuyện này. Chỉ vậy thôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Kính quý vị, như vậy là những câu hỏi cũng đã hỏi xong và sự chia sẻ trả lời. Vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.